clip ngoài đồng nha các bạn. Đây, đây là đồng chỗ mình nha các bạn. Đó. Thì hôm nay anh em mình sẽ làm clip đá banh. Đó. À, đá banh, nếu như mà các bạn ủng hộ thì các bạn hãy like, share anh em mình, đăng ký kênh anh em mình nhé. Và nếu như mà được thì lần sau mình sẽ câu cá ngoài này luôn nha các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn đi xem chỗ mà mình sẽ định câu nha các bạn. Ở đây có nhiều chỗ lắm, mình quay từng chỗ cho các bạn luôn. Ra đến ngoài này thì có chỗ câu lắm rồi. Đấy. Một là câu chỗ này. Đường cống này thì nó thấp hơn. Nó không có sâu nữa các bạn. Không lo về vấn đề an toàn. Cống này có cá này các bạn. Mình không biết mình chưa câu đây bao giờ. Có cá nha. Này cái suối các bạn, mình gọi cái suối. Còn một cái chỗ nữa, mình sẽ dẫn các bạn đi theo. Đây là ruộng chỗ mình nha các bạn. Giờ thì họ mới bắt đầu trồng lúa. Xa xa các bạn có thể thấy chỗ này, chỗ mình gọi là hố bom nha các bạn. Mình không biết nó sâu hay không, mình chưa, cũng đã từng câu cá ở đây rồi, lên được con cá lóc to lắm các bạn, to bằng cái củi luôn rồi. Như các bạn thấy hố bom này nha các bạn, chỗ này thì nó rộng. Cá thì nó nhiều lắm các bạn, nhưng mà nó khôn, cá ở đây nó ít ăn lắm. À, thì bây giờ mình sẽ đến chỗ tiếp theo nha các bạn. Chỗ tiếp theo thì nó hơi xa một tí. Các bạn thấy đây cũng có nhiều cái hố, nhưng mà chỗ này không có cá nha. Chỗ này nhiều người ta câu nha các bạn. Chưa gì thấy con người nha các bạn. Có cá. Có cá không chú? Câu được cá không chú? Dạ. Có cá không chú? Ở đây hả chú? Dạ. Dạ bữa giờ cháu không câu ở đây nè. Có chú câu cá rô nhỏ. Trong kia cũng có rồi. Dạ. Rồi, hôm nay có bữa chú. Nãy giờ câu lâu chưa chú? Được con nào chú? Thả hết rồi chú. Chỗ này thì sao mình sẽ câu. Dạ. Này cháu câu cá mới vui. Trong kia cũng câu được rồi chú. Trong đây nè, trong nó cá rô nhiều lắm. Bỏ xuống là nó ăn không à. Giúp cháu câu thử nè. Dạ cũng hơi sâu thôi chú, cũng sâu lắm. Đây thì cua nhiều chú. Cá sẽ tăng rồi. À, đây cháu dính bự nhất chắc được bàn tay nữa. Cá rô chú. Trong đây cũng có cá rô phi nữa. Đây. Cháu xem nào. Hôm nay mưa nhiều nên nước nhiều các bạn. Này có chú. Mình trước hay câu đây, giờ nó lên nước nhiều các bạn. Ao này thì nó sâu, cá nhiều lắm các bạn. Nếu các bạn thích thì
sau mình sẽ câu ở đây luôn nha. Ok, giờ mình sẽ xuống kia và chơi với anh em mình nha các bạn. Không vào nha. Đặt xuống nha. Lâu quá. Thôi đặt chụp đi, đặt chụp đi đặt. Đặt chụp đi anh chút đó. Ừ vậy đặt chụp đúng không? Không vào. Căng lên, đá căng lên. Đúng không? Không vào hả? Lật xích lên lưu là hiệp 2 nha các bạn. Hiệp đầu thì không bên nào vào hết á. Vào nha, ngày trước không vào đó. Rồi, đến lòng rồi. Vào không? Vào. Ok. Vào nha các bạn. Bên kia vào được một trái rồi. Mỗi bên xuất 3 trái nha các bạn. Quay được không?
Đấy. Bố em có thấy không? Bố em có xem camera xem video không? Ấy chú kia. Đại bạn kìa Tân ơi. Quay phải pha đấy bậy. Vào một trái nha. Rồi, bên mới dành một trái. Tao đâu mà lượm. Rồi. Rồi còn em sao?